Dạ con xin phép chào cô nhé. Cô có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là cô tên là gì? Cô tên là Trương Thị Lương. Cô Nương ha. Lương, Lương, Dạ cô Lương. Lương. Cô Lương là ở đâu? Cô ở thôn 1, xã Hòa Tân, huyện Cá Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Lắk. À, tỉnh Nhưng mà con nghe giọng của cô giống như cô ở miền Trung, Hà Tĩnh, Nghệ An gì đúng không? Cô thì quê cô là ở Hà Tĩnh. Ở Hà Tĩnh hả? Hà Và hiện tại thì đang sinh sống và lập nghiệp ở Tĩnh. Đắk Lắk ha. Đắk Lắk. Hôm nay cô về Bình Dương cô nhờ giúp đỡ gì đấy cô? Hôm nay là cô về Bình Dương, cô về nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp Dạ. đỡ cô là tìm con của cô bỏ nhà đi. Tìm con. Tìm Con cô tên là gì? con cô tên là Nguyễn Văn Minh. Con cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay sinh năm 1998, là năm nay 26, là 27 chứ nó cô. 95 ạ cô. Cô có thể chia sẻ cái sự việc sao mà con của cô lại bỏ đi? Là cô chia sẻ là nó đi đi làm về, nó phun thuốc về mệt, rồi bà nó la nó, bà nó chửi nó, cái rồi nó bỏ, nó tức quá rồi nó bỏ nhà nó đi, là vì nó còn nói chung là cái nó cũng không được cho mấy cho lắm, kiểu cái nó tính nó cũng nóng tính nhá. Chứ mà nó thì rất rất tội, là tội cái chỗ là hồi dư hồi nhỏ tới lớn thì nó giúp cho gia đình nhiều. Là Cô được mấy người con? cô được 2 đứa. Và em này là con thứ mấy? Hôm nay là con đầu, là thành ra con thứ hai, là con đứa đầu của cô mất đi, con đứa thứ hai chứ còn một đứa nhỏ 17 tuổi. Vậy là em trai này là cũng là lao động chính trong gia đình. Lao đúng rồi, lao động chính trong gia đình. Cô chú là làm nghề là làm nông hay làm gì cô Cô chú? làm nông, cầm lâm lúa, làm Làm rẫy đâu ha. lâm lúa, làm rẫy. Vậy là hôm đó là em trai này đi phun thuốc là phun thuốc trừ sâu hả? Phun thuốc rầy rệp cho cà phê. Sau đó thì về ông xã cô la. Ông xã cô la là lúc đó là cô không có ở nhà, nhưng mà về nghe thằng thằng em nó nói là má ơi, anh Minh đi làm rồi, về bà chửi anh Minh ăn cơm xong anh Minh lấy xe anh Minh đi. Là anh Minh là hôm trước đó là nó nói với cô là cái điện thoại nó bị hư chưa mua, mà đưa cho con 700.000 là con mua cái điện thoại của gạch, vô con dùng xong đây con làm được thì con mua, con gửi điện mà con mua. Cô mới nói là này thôi con đi, thì con lấy điện thoại của em đi đi. Rồi nó đi là nó nói với em, nó kêu Đức cho anh mượn điện thoại, vô anh Minh làm là anh Minh mua điện thoại khác anh Minh gửi về cho. Thì về cô cứ nghĩ là quần áo nó thấy nó để ở nhà hết, cô nghĩ là nó đi chơi đâu đó. Con trai của cô có ngoan không? Là hồi dư thì nó ngoan, rồi trước cái thì nó bị nói chung bị thịt môi nên đi cùng hồi nhỏ nó đi vạ, nó cũng rất khổ, là vì hoàn cảnh gia đình cô khổ á. Rồi nó lo nó làm, rồi có một thời gian nó cũng bị bệnh 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 dương bệnh âm á, thì cô cũng 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 kiện cho nó thì cũng hết rồi. Bệnh dương bệnh âm là bệnh gì Thì cô? người ta nhập phố á, Tâm linh á hả cô? tâm linh á, đúng rồi. Là ma nhập á hả cô? Đúng rồi, nó hồi này nó cũng đi, nó cũng hoài gì đó đây, Cái đó là bị lâu chưa? lâu rồi, cách 3 4 năm rồi. Giờ sao mà hết được cô? Thì cũng lo mời, nói chung là mời cả thầy đâu cũng Nhà mình mời thầy về cúng, cúng xong hết ha. Em trai này là có gia đình chưa cô ha? chưa Có nó, bạn gái chưa? nó chưa có bạn gái, là nó mới nói là nó bữa trước nó ra đi nói cô này, nó đi vô con bé tụi mèo, mà nó không biết, cô không hiểu nổi là nó đi đâu, Bé là bé nào? thì nó nói rồi chứ cô không đâu có biết được đâu con. Trước giờ là con trai của cô là có bỏ nhà đi như vậy bao giờ chưa? Không, chưa có. Thường thường công việc của con trai của cô là ở nhà là phụ gia đình làm nông hay như thế Không, nào? mấy hồi nó làm trong Bình Dương này mệt này, nó làm trong cái công ty chi mà đang nhận về lắp ráp trên cao này này, là nó phụ là nói chung là đi làm là tháng mà nó gửi tiền về cho cô hết. Đều đều là vì gia đình cô khổ quá, chồng cô thì cũng không được bình thường. Cái đây đau ổ miệt, cái đây nó gửi tiền về miệt, mà đang chứ nó trở chứng rồi chứ nó ngoan lắm con ạ, chứ không phải là nó quậy phá gì trời, không biết cái không bé bẹt gì hết. Khi về nhà thì con trai của cô và ông xã của cô có thường xuyên cãi lộn không? Cùng 2 cái lùn, Nhưng mà sao thế? Vì lý do gì? nói chung trong bố thì cũng khó tính, Khó tính cũng à? khó tính. Ông xã của cô có uống rượu không? Không, nhưng mà khó tính, ông bị bệnh thần kinh. Bị bệnh đã lâu chưa cô ha? Họ bị hồi xưa mà chứ nói chung là chứ cũng đỡ rồi, chứ họ bị hồi xưa Vậy là lâu lâu thì chú có thể kia. là Hay la nó, nói chung là chú với nó không hợp, chú hay la nó. khắc khẩu ha. Đúng rồi.
Vậy là giữa con trai của cô cũng như là ông xã của cô là không hợp nhau. À đúng rồi. Nói chuyện thì có thể là nói được đôi ba câu là À đúng rồi. cự lộn đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy là con trai lần này lý do chính là vì do là ông xã la dày nên đi. Đúng Khi rồi. đi thì con trai mang theo những thứ gì đi cô? Mang theo cái xe, một cái xe thôi, với áo quần nó không mang thôi, cái điện thoại của em. Cái đi thôi là bạn lên một tên đi lên một tên chỗ 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 ấy chụp một tên, nói chung là phố đi lên là bán xe luôn. Xe gì ạ? Xe ẹt xin tớ Xe đó của ai? của nó mà làm nên nó mua đó. Vậy sao cô biết được là lên đó bán xe luôn? Người ta hồ 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 lên họ quay lên về cho những cái tiệm mua mà mua xe máy cũ á, là để là có cái tên cái tuổi người nữ xã nữa, là để mua về cho dễ bán á. Thì cái người mua xe nữa mới đến tin với cô, đến tin với cô thì cô mới nói là không có. Thì nó mới kêu đưa nó đưa số nó đưa đưa cái mẫu mã xe thì cô điền cho nó, thì nó kêu già quán bán thôi. Vậy là cụ thể là con trai của cô đi ngày nào? Đi ngày 16 tháng 5 âm lịch năm ngoái. 16 tháng 5. Âm ngày âm lịch chứ. Vậy là gần một năm rồi. Đó, mình đi 8 tháng 9 tháng rồi đấy. Trong quá trình đi gần một năm là không có liên lạc về luôn hả cô? Là chúng thì đủ nhưng mà không bật máy. À, không bật máy tắt đi, bấm tắt đi, mà cái số là cô gọi tới thì bật máy là người đàn bà bật máy. Người con gái bắt À, máy người à? con gái bật máy, mà người con gái còn kiểu lớn tuổi thôi. Có nói chuyện gì không ạ? Là nói là cô nhầm số rồi. Nhầm số thôi à? Cái rồi cách đây một tuần là con em cô lấy số con em cô điền điền thì hắn bật máy. Bật máy thì nghe người thanh niên bật máy, người con trai bật máy, thì nói là cũng trúng trúng cử 3 4 10 rồi, nó kêu nhầm số rồi, không có mình đây, là bận đi nóng liên lạc được này luôn, thôi báo luôn. Vậy là trong quá trình gần năm trời rồi gia đình nhà mình đã đi tìm con ở đâu rồi cô? Như cô nói chung là cô không không biết ở đâu thì cô đi tìm, cứ hy vọng là Tết nó về. À, cứ nghĩ hy vọng là đi đâu, à cứ nói là nó đi đâu hồi gì nó ngoan thì đi đâu Tết nó cũng về. Đây Tết là không phải về luôn. Đây vừa rồi cô mới mở cái điện thoại, cô bấm cô thấy cái chương trình này này. À đây cô mới là chứ chồng ông chồng cô là ông nói là chứ ông không biết đâu để ông đi. Đây cô mới nhờ con em nó đi dùng đó, hàng xóm nó đi dùng đó. Vậy là hôm nay cô về đây cùng với lại một cô hàng xóm đúng À không cô hàng xóm. ạ? Từ cái ngày mà con trai của cô bỏ đi thì ông xã cô sao rồi? Ông thì ông cũng ông thì đàn ông thì ông cũng bình thường, là ông cũng lo, nhưng mà ông không như cô thì cô nói chung là đi làm ngoài thì cô khoái khoái, mà về 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 tới nhà là cô nguyên ruột cô nóng phát cũng ngủ được. Nhớ con. Đúng rồi. Cảm giác buồn ha cô ha. Đúng rồi. Bây giờ cô đang sợ nhất là con cô bên ngoài trong quá trình là 5-6 tháng trời qua sẽ như thế nào? Dạ, cô cứ lo, họ đánh, họ đập, họ lo thôi thôi. Sợ ha. Sợ con sẽ gặp những cái điều không may. Và hiện nay thì trên khắp các trang mạng xã hội đang truyền thông về vấn đề việc nhẹ lương cao rất là nhiều cô ạ. Đúng ạ. Cô có xem những video truyền thông, những video cảnh giác về lừa bán qua Campuchia không? Cháu có nói hồi trước là nó chưa đi là nó còn nói thế này, nó đi làm cho cô nữa, nó đi bốc phân bò á, nó còn nói biết là mấy người mấy mấy anh mà mấy mà cứ nghe là trên mạng xã hội nói là lương cao việc nhẹ ở trong mã đó là chết, là nó cũng nói cái nhiều. À nó cũng phản đối cái này nhiều lắm, mà rằng chứ cô nghĩ cô hiểu không nổi đó. Vậy là có thể rằng là con trai của cô cũng biết được vấn đề Nó cũng đó. biết rồi, nó biết, nó nói miệt mà. Chỉ sợ rằng là con trai đôi khi cái ngày đó cự lộn với ba, đôi khi giận ba rồi đi. Nó có một sợ rồi đó. Sợ nên nhiều khi nó bỏ thuốc mê thuốc đồ quan à. Nó uống rồi nó chở đi á. Có thể xảy ra cô ạ. Có chứ, Rất có quái nhiều rồi, thấy rồi mà. trường hợp cũng như là tìm kiếm việc làm hoặc là đi chơi với bạn bè chỉ một ly nước thôi Rồi đó. là ngủ mất tiêu, và cuối cùng khi mà mở mắt ra thì đang ở bên nước bạn Rồi rồi. đó. Anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải cũng đã cảnh giác rất là nhiều cô ạ. Cảnh giác rất là nhiều về vấn đề việc nhẹ lương cao cũng như là vấn đề xin việc làm trên mạng xã hội hiện nay. Bởi vì các chiêu trò của bọn chúng rất là tinh vi, chúng đánh đúng vào cái tâm lý của các em tuổi đời còn rất nhỏ. Bởi vì các em tuổi đời rất nhỏ bây giờ đâu có thể hiểu biết được nhiều đâu. Không có vấn đề không 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 biết được để mà cảnh giác các cô. Nên đôi khi chỉ biết là cái công việc đấy tốt và nhiều tiền, tin người và cuối cùng thì sập bẫy. Thật sự đó là cái điều mà rất buồn. Hôm nay cô về đây cô có hy vọng rằng là cái cuộc hành trình đi tìm kiếm con cô có mong muốn
Và hy vọng rằng là anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được con cho cô không? Thì cô trước là cô lặn lội về đấy, cô tìm đến đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, là cô hy vọng, cô cũng mong muốn là đội hiệp sĩ Bình Dương sớm tìm được con cô. Nói chung là dù trong nước ngoài nếu ký tìm được tiền bao nhiêu cô cũng về, cô cũng chạy, cô cũng bán đất bán đái, cô chuột con cô về. Thì cô cảm ơn là đội hiệp sĩ Bình Dương. Trên cái video này, trong quá trình một thời gian rất là dài xa con, không được nhìn thấy con, và đặc biệt là không được nghe giọng nói của con, một người mẹ mà có thể rằng là suốt thời gian qua khóc rất nhiều. Con biết là cô đêm về cô rất là buồn đấy, rất là tủi đấy. Thì cô hãy dành một cái điều gì đó tình cảm, cái nỗi lòng của cô, của người mẹ, cô tâm sự với con trai của cô đi. Con nếu mà cô quay được cái video này á, con thấy mẹ á, thì mẹ chia sẻ với con, mẹ chia sẻ với con là mẹ rất thương, rất nhớ con. Đêm nằm nhiều khi mẹ không ngủ được, cái đầu mẹ cứ chừng nổ tung ra thôi. Con mà nhìn thấy á, thì con liên hệ với đội hiệp sĩ Bình Dương, dù hết bao nhiêu tiền mẹ cũng chuộc con về. Rất khổ và rất buồn. Dạ thưa cô chú anh chị, hôm nay anh em lại tiếp tục ghi nhận trường hợp tìm kiếm người thân, và đặc biệt rằng đây là một câu chuyện phải nói là chuyện trong gia đình đó cô chú anh chị. Em biết rằng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cánh, và mỗi gia đình thì mỗi câu chuyện, nhưng em rất mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy tuyên truyền và cảnh giác các con em mình, bởi vì hiện nay anh em đã ghi nhận những cái sự việc các con cái bỏ đi rất nhiều, và rất nhiều nguyên nhân và lý do. Nhưng em vẫn mong muốn rằng là tất cả các cô chú anh chị xem cũng như là truyền tải cái thông tin, cái tin tức về vấn đề việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội cho con em mình xem, để mà cảnh giác, tránh các trường hợp là con em mình bị sập bẫy của những đối tượng xấu. Cô có điều nào cô muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình không? Như cô đăng cái lịch gọi đội hiệp sĩ Bình Dương đăng cái lịch lên đây á, là tôi cũng muốn nhờ cộng trước là đội hiệp sĩ Bình Dương, sau là cộng đồng mạng giúp đỡ cho tôi tìm được quán tôi về, thì tôi chân thành cảm ơn. Sự rất buồn cô ha. Hy vọng rằng là con trai của cô đang ở phương trời nào đó xem được video này, hoặc là cô chú anh chị, bạn bè của con trai của cô xem được, để sớm chỉ cho con trai của cô, để con trai của cô sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Đôi khi thì ba mẹ, đặc biệt là ba ha, ba thì đôi khi thì ba cũng có căn bệnh của ba, thì làm mong sao là con trai của cô hiểu được. Bởi vì dù như thế nào thì vẫn là cha của mình, đúng không ạ? Bởi vì công đức sinh thành mà, cha mẹ là người sinh ra mình và nuôi mình lớn. Thì hy vọng rằng là em trai đang phương trời nào đó thì em phải sớm quay trở về, đừng để cho cha mẹ cũng như là người thân trong gia đình phải lo lắng. Nếu tới giờ phút này mà em không thể về được thì em hãy báo tin về cho gia đình, đặc biệt là mẹ, để mẹ yên tâm hơn. Bởi vì từ ngày em đi cho tới thời điểm hiện tại thì mẹ cũng đã già đi rất nhiều. Mẹ có khi là nhịn ăn nhịn uống, buồn nhiều. Đây mà em đang ở đâu đó thì em phải sớm quay trở về nha em trai nha. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất buồn, thật sự phải nói là rất là nghẹn lòng. Rất hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước xem và chia sẻ video này một cách lan tỏa rộng rãi. Hy vọng một ngày gần nhất thì em trai sẽ sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Cái trường hợp của cô thì anh em đã ghi nhận cô nhá, giúp đỡ gia đình nhà mình hoàn toàn miễn phí cô nhá. Thì hôm nay cô về đây lặn lội một quãng đường rất xa để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình, đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Thì cô có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình không? Cô đồng ý con. Dạ, con chúc cô ha về Đắk Lắk là thuận lợi cô nhá. Và chúc đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe cô nhá, và cái điều đặc biệt là con trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình nhá cô. Dạ. Cô cố gắng nhá cô nhá. Cô cũng cảm ơn đội hiệp sĩ Bình Dương, để cô cảm ơn con, rồi cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều và rất nhiều. Dạ, cô ạ, thôi thì cố gắng đi cô. Anh em cũng như là cô chú anh chị cộng đồng mạng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình cô nhá.
Em thay mặt đội hiệp sĩ người Thanh Hải, thay mặt cô cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành, chung tay góp sức với anh em để giúp đời giúp người nhiều hơn. Em không biết nói gì hơn thì chỉ biết là cảm ơn cũng như là chúc tất cả cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe cũng như là cuộc sống luôn luôn được hạnh phúc. Em xin phép xin chào tất cả cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Rồi quán ạ.